Rồi quay trở về với thư viện retrofit đúng không? Chúng ta có cái mô hình thực hiện như thế này. Đây là Android đúng không? Android này. Thì chúng ta sẽ gửi dữ liệu từ Android đúng không? Thông qua cái mô hình được gọi là retrofit nhé, retrofit. Đấy, retrofit. Và nó thông qua cái đúng sơ đồ như thế này đúng không? Thì để mà thực hiện việc này thì các bạn sẽ mở Android Studio ra, chúng ta sẽ phải cài đặt thư viện đúng không? Thì các bạn cài đặt thư viện thì như hôm trước thầy nói là chúng ta cài đặt hai cái thư viện này nhé. Đó, Square Retrofit đúng không? Thư viện này là để hỗ trợ xử lý đọc dữ liệu đúng không? Với Retrofit, còn thư viện này để hỗ trợ chúng ta xử lý bóc tách dữ liệu nhé. Đấy, có hai thư viện. Thế thì bây giờ các bạn sẽ quay trở về cái chỗ này, chúng ta là ghi là slot 14 đúng không? Slot 14. Đây. Các bạn ghi là slot 14. Rồi trong cái slot 14 này thì các bạn sẽ tạo một cái activity, chọn empty view activity. Các em ghi là slot 14. Rồi, cứ tạo đi đã. Bây giờ chúng ta sẽ phải bật cái server lên đúng không? Chính là mở cái SAM này lên này. Các bạn sẽ khởi động cái database lên, khởi động cái web server lên. Bây giờ các em sẽ gõ vào đây là gõ localhost này. Và chúng ta xem cái PHP My Admin. Cái hôm trước chúng ta làm ở cái bảng A6 và bảng tên là product đúng không? Đấy, như vậy ta có ID rồi đấy, đúng không? Như vậy ta sẽ thiết kế cái model giống như thế này, đúng không? Model giống như thế này. Thì các em sẽ tạo một cái là vào đây các em tạo này. Đầu tiên là ta thực hiện theo đúng mô hình là ta thiết kế cái model trước nhé. Model trước. Đây. Thiết kế model thì chúng ta sẽ để mà thực hiện xóa thì các em chỉ cần gì? Lấy mỗi cái ID thôi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ tạo một cái model ở đây. Ví dụ chúng ta sẽ tạo một cái bucket nhỏ nữa. Là chúng ta ghi là delete. Dành riêng cho việc này, chúng ta tạo một cái model cho nó là PRD delete nhé. Rồi. Tại đây thì chúng ta chỉ cần lấy mỗi cái thuộc tính ID thôi nhé. Ta sẽ có cái private đó là string đó là ID. Đấy, ID. Và các bạn sẽ nhấn phải chuột, chúng ta sẽ get set ID đúng không? Đấy. Rồi. Như vậy cái model nó chỉ có vậy thôi đúng không? Rồi, bây giờ ta sẽ như vậy xong cái model, thứ hai là ta thiết kế một cái interface đúng không? Thì trước khi thiết kế một interface thì tốt nhất là chúng ta nên tạo một cái gọi là phần request đã đúng không? Đây cái này, cái server response này đúng không? Cái này đi. Thì hai thằng này giao tiếp với nhau thông qua interface thì mới được đúng không? Như vậy các em sẽ tạo ở đây là cái Java class này đúng không? Các bạn sẽ ghi là svr response đó của delete nhé, cái tên thế nào cũng được. Rồi
Thì tại đây nó trả về các bạn cái gì? À, trả về cái đối tượng. Đây các bạn nhìn đây, chúng ta thấy là nó trả về cái gì đây. Ở đây nó sẽ trả về cho bạn một cái đối tượng. Tên bảng là product. Các bạn lấy đúng cái tên bảng này nhé. Đó, tên bảng product này. Chúng ta sẽ ghi là private, đúng không? Và PRD, delete và control V. Đó, đấy. Trường hợp này thì các bạn chỉ cần xóa thì nó sẽ trả về, nó sẽ, chúng ta sẽ cần lấy set cũng được, ghép được. Nếu như mà chúng ta không muốn phân định rõ ràng, chúng ta chỉ cần là generate ở nó và chúng ta sẽ getter and setter, như vậy nó sẽ có cái nội dung này. Đó, như vậy là ta định nghĩa xong cái số 2. Bây giờ ta định nghĩa tiếp cái số 3 là một cái interface để giao tiếp giữa cái thằng model và thằng server response. Thì các em sẽ tạo một cái interface vào đây. Các bạn sẽ chọn như vậy là cái interface, đúng không? Và các bạn ghi là interface delete. Đúng. Rồi. Tại đây thì chúng ta phải kiểm tra xem là cái phương thức delete của chúng ta ở trong này nó là phương thức get hay gì, phương thức gì. Thì các bạn kiểm tra cái delete này, mở cái này ra. Ở đây chúng ta đang dùng post, đúng không? Chúng ta dùng post và chúng ta xóa ở cái bảng product. Như vậy dùng post thì các bạn sẽ phải có, chúng ta sẽ phải có cái gì đây? Phải có cái dòng thứ nhất là cái form UL encoded, đúng không? Form, các bạn tắt tiếng Việt đi, UL encoded, đúng không? Và thứ hai là ta thêm cái post vào đây nhé. Thì cái post này chúng ta sẽ gọi đến cái tên của nó, chính là delete.php, đúng không? Ta có delete nhá. Và ở đây bạn gọi một cái call, đúng không? Sẽ trả về cái response svr vr response delete nhá. Svr response delete. Rồi, ok, và chúng ta sẽ ghi delete sql nhá. Chúng ta chuyển vào đây cái field, đúng không? Và cái field của chúng ta tên là id như nhỉ, và chúng ta sẽ ghi là string id. Đấy, nghĩa là khi mà xóa hàm thì chúng ta chỉ cần truyền cái id thôi nhé, không cần truyền nhiều thứ. Rồi, các bạn có thể viết cái này rất là ngắn thôi, tuy nhiên là chúng ta làm đúng cái mô hình này cho nên chúng ta sẽ làm dài một chút nhé. Rồi bây giờ cuối cùng ta thực hiện cái việc xóa thôi, đúng không? Thực hiện cái việc xóa thôi. Thế thì ở đây các bạn để ý thì để mà chúng ta nhận được các thông báo ấy thì tốt nhất chúng ta nên khai báo thêm một số thuộc tính nữa nhé. Ví dụ như ta có này, thuộc tính ví dụ như ta có private string message. Tại sao lại có message? Bởi vì đây thầy có thuộc tính message này. Có message, đúng không? Cho nên ta copy cái message này nhé. Message, đúng không? Và chúng ta cũng generate cái get set của message. Generate cái getter and setter của message. Đấy. Thế là được, không chứ nhỉ? Rồi. Như vậy là chúng ta đã viết xong cái phần ấy rồi, bây giờ nhiệm vụ là chúng ta sẽ viết đến cái phần chính là thực hiện cái hàm đó, đúng không? Thế thì các bạn sẽ quay trở về cái phần bên chính này, đúng không? Các bạn sẽ viết một cái hàm, đúng không? Cái hàm ở đây thì các bạn sẽ ghi là public hay là private void, đúng không? Delete hay là delete fn, tức là function delete, đúng không? Ví dụ thế. Rồi, fn. Thì các bạn cần truyền vào đây một cái, ví dụ chúng ta cần chuyển một cái text view chẳng hạn để thông báo kết quả nhé. TV và chuyển thêm một cái ID, đúng không? Đấy, chuyển hai thứ đấy nhé. Thì bạn làm tương tự, ta có bước 1 cũng là tạo đối tượng. Chúng ta sẽ có re cho fit. Cho fit, re cho fit bằng new của re cho fit chấm builder, đúng không? Chấm base url. Đấy. Thì chúng ta sẽ phân tách cái url này ra này. Ở đây chúng ta sẽ lấy cái cách gọi là gì nhỉ? Localhost này.
và chúng ta có cái thư mục tham chiếu là gì? Không PRM, đúng không? Không PRM, và đây ta ghi là điện delete nhé. Tất nhiên bạn gọi này nó sẽ không xử lý được cái gì cả, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ lấy được, phân tách được đến chỗ này nhé, ta lấy cái localhost này. Nhưng mà localhost này thì chúng ta phải lấy, thay vì dùng localhost thì chúng ta dùng địa chỉ IP, đúng không? Bởi vì là cái localhost của máy tính và localhost của điện thoại nó khác nhau. Như vậy chúng ta phải lấy cái địa chỉ IP ở đây. Rồi. Địa chỉ IP của chúng ta là 10.22. Ở phòng này hình như cái địa chỉ này nó luôn như vậy sao? Đây nhá. Đấy, không PRM. Rồi. Và chúng ta chấm gì? Chấm S converter đúng không? Gsun. Rồi, chấm create. Và cuối cùng chấm gì? Chấm build. Đây là cái cú pháp mà chúng ta tạo đối tượng retrofit đúng không? Thứ hai là chúng ta sẽ phải đưa cái, thực ra thì các bạn có thể thực hiện trực tiếp được, không nhất thiết phải đưa, bởi vì ở đây nó các bạn truyền thẳng ID vào cũng được nhé, không cần phải thực hiện như thế. Thế thì chúng ta sẽ thực hiện là gọi interface này, hai là chúng ta gọi interface. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện là interface delete đúng không? Interface delete đúng không? Thì sẽ bằng cái retrofit nó chấm create và truyền cái interface vào đây. Chấm class. Như nhận đấy. Rồi như vậy nó đã có hàm rồi, ok chưa? Như vậy ta sẽ có con. Nhá, con của cái response SVR response server nhé, SVR response server, và chúng ta sẽ dùng cái call ở đây nhé, call, được chưa? Đấy, SVR response server và chúng ta dùng cái call. Rồi, thì nó sẽ bằng cái interface delete đúng không? Interface delete chấm gì? Den đó, chấm delete, delete, và chúng ta sẽ truyền ID vào, đúng rồi, như giống như cách mà các bạn đã làm ở những cái bài tập trước, đúng chứ nhỉ? Và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện cái việc NQ để gọi nó lên nhé. Như vậy với cái quy trình làm thì nó cũng giống như mấy cái bài trước thôi, không có gì thay đổi cả nhé. Lúc này thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ dùng cái delete và chúng ta truyền cái ID vào đây nhé, truyền ID vào đây. Thì cái ID ở đây thì sẽ được lấy từ đâu? À, được lấy từ trên. Các bạn sẽ truyền ID vào đây, đúng không? Đấy. Như thế này đúng không? Thế thì nó sẽ báo gì nhỉ? Gì? Response PRD sai rồi. Nó là delete nhé. Bởi vì nó có quá nhiều cái đây cái này nhé, thì sẽ hết lỗi. Ok, như vậy là thực hiện delete này. Và bước thứ ba là cho thực thi đúng không? Thực thi delete, thực thi này thì các bạn sẽ có cái con chấm gì nq đúng không, new cách ra enter. Nó sẽ có hai thằng, một là thành công hay là thất bại. Thành công ở đoạn trên và thất bại ở đoạn dưới. Thất bại thì rất dễ, chúng ta chỉ cần ghi gì đấy, tv chấm set text là throwable.get gì, get message. Thế còn nếu thành công thì cũng dễ đúng không, chúng ta sẽ trả về cái message cho người dùng. Như vậy chúng ta sẽ có server svr response delete đúng không, là red đúng không, sẽ nhận giá trị bằng gì đây, response.gì body, body nghĩa lấy cái thân của phần gì, phần message đó chứ nhỉ, response chấm bỏ đi, lấy thân của phần message. Và chúng ta sẽ đưa cái dữ liệu vào đúng không,
đưa ra thông báo đúng không? Thì cái phần này chính là cái phần thông báo của nó, được chưa nhỉ? Thì các bạn có thể đưa ra thông báo bằng cách là tv.set gì? Set text và respond.get message, đúng chưa? Get message để trả về dữ liệu. Đấy. Thì nó xóa là như vậy, đúng không? Như vậy chúng ta cũng thực hiện xong cái phần số 3. Ba phần đã thực hiện xong cả rồi, đúng không? Bây giờ ta gọi hàm thôi nhé. Gọi hàm. Gọi hàm này. Thế thì để đơn giản ấy, thầy sẽ gọi cái này đến cái phần slot 12 nhé. Cái này gọi đến slot 12 này. Để ta tham chiếu cho nó dễ này. Đấy. Bởi vì cái này ta có giao diện sẵn rồi, ta đỡ phải kéo thả giao diện nữa, đúng không? Bây giờ ta mới ánh xạ ở đây. Ta sẽ có là các cái text view. Ta có text view này. TV, đúng không? Tiếp theo ta có cái edit text. Đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn đây sẽ có những cái edit text nào. Ta sẽ có gì đây? Ủa, nhiều edit text lắm. Nhưng mà các bạn nhìn đây chúng ta có thể thấy được các cái edit text của nó. Chúng ta sẽ có các edit text là gì? ID, name, write, description, đúng không? Có 4 cái edit text. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ ánh xạ với 4 cái edit text đó. TXT, ID, TXT, name, TXT, write và TXT, description. Yeah. Và có button ở đó. Button, btn, sửa và btn xóa, ví dụ thế. Ở đây ta sẽ có tv bằng file r.id slot 12 tv slot 13 tv, đúng không? Tiếp theo ta có txt id slot 12 txt id txt name bằng file name, đúng không? Tiếp theo ta có txt write. Và cuối cùng là description, đúng không? Như vậy là ta đang xử lý đến cái chỗ này. Theo như cái hình vẽ thì chúng ta đang xử lý đến cái chỗ này nhé. Để bắt đầu ta hỏi, thấy chưa nhỉ? Còn mấy cái chỗ này ta làm xong từ hôm trước rồi nhé. Cái này làm xong từ hôm trước rồi, bây giờ chỉ còn cái chỗ này thôi. Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện cái sự kiện này. Các bạn sẽ có cái btn sửa bằng file r.id chấm slot 12 btn sửa và btn xóa sửa xóa nhé. Bây giờ ta thực hiện sự kiện này, btn xóa sẽ bằng chấm set on click listener. Các bạn sẽ gọi về delete gì? FN. Chuyển đây TV. Và chuyển đây cái ID thì chính là txt id.get gì? getText.toString. Và chúng ta thêm cái hàm để cắt chuỗi, chúng ta thêm cái hàm stream vào đây. Đấy nhá, cắt chuỗi. Thôi, đấy là xóa, đúng không? Bây giờ ta quay trở về Android Manifest, ta cho cái đấy chạy. Nghĩa là chúng ta cắt cái item filter này này. Ta để cái này là chu. Rồi, giờ các em có thể chạy.
hãy kiểm tra lại cái IP của chúng ta, cái ID như này đúng không? Đấy là xóa nhé. Rồi, tại đây chúng ta sẽ thực hiện cái việc xóa, thì bây giờ chúng ta lại không có ID. Đáng lẽ ở cái bài trước thì ta có ID đúng không? Bây giờ các bạn có thể nhìn vào đây, ta sẽ xóa theo ID. Các em nhìn thấy đây chúng ta sẽ có các ID là 1. Xóa ID là 1 thì chúng ta sẽ nhấp cái 1 đây nhé. Rồi, 1 đi. Và chúng ta thực hiện xóa này. Delete thành công đúng không? Bây giờ ta sẽ kiểm tra lại, ta refresh lại cái này xem có mất thật sự không. Mất không? Mất thật đúng không? Như vậy chứng tỏ là xóa thành công. Đó là cách chúng ta thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua cái API đúng không? Rồi cái phần đọc thì các bạn thấy đã chữa lúc chiều rồi đúng không? Xóa đấy. Tương tự phần sửa nó cũng thế đúng không? Phần sửa cũng vậy. Thì chúng ta sẽ làm lại phần sửa một lần nữa và làm theo đúng cái mô hình như thế này để nó nắm được, không bị quên. Thì lần sau các bạn chỉ cần nhớ cái hình ảnh này là bạn biết làm, nhớ cái hình ảnh này là biết làm. Em tên là gì nhỉ? Em vào muộn tên là gì? Huy Hoàng. Tương tự chúng ta viết phần sửa đúng không? Viết như thế. Thực ra chúng ta có thể làm kết hợp mô đồ cũng được, nhưng mà chúng ta tách riêng nó ra cho nó nhớ cái mô hình đúng không? Còn thực ra làm này ngắn lắm, nếu mà bạn viết gọn lại thì nó ngắn thôi, không phải tạo nhiều file thế đâu, nhưng ta tạo như thế để ta tách riêng mô hình. Tiếp tục phần sửa nhé. Nào bây giờ sửa thì các bạn làm tương tự. Chúng ta tạo một cái packet nhỏ nữa ở trong này. Các bạn ghi một cái packet tên là update. Đó. Và ta cũng tạm thời ta thoát những cái này ra. Bây giờ ta tạo một cái Java class, bạn ghi là PRD đúng không?
U ngụ ý là product của thằng update gì nhỉ. Đấy. Thế thì ở đây bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có những cái này nó có những cái trường nào thì các bạn nhìn đây là gì? ID, name, private discussion đúng không? Các bạn sẽ lấy đúng thông tin như thế, ta có private. Đó, string ID này, name, private discussion. Đó. Sau đó chúng ta nhấn phải chuột, ta chọn generate constructor. Generate tiếp constructor và getter and setter. Đấy. Như vậy là chúng ta xong cái bước đầu tiên là chúng ta tạo cái model đúng không? Rồi. Bước số 2 là chúng ta sẽ tạo một cái server response đúng không? Tức là chúng ta sẽ dùng cái này nhé. Bước số 2 đây. Các bạn cũng tạo có thể một cái server response đây, một cái new Java class svr rest của update nhé. U là update ví dụ thế. Thì cái này các bạn cần xác định là nó trả về cái gì. Đây nó là get đúng không? Nó trả về cái gì các bạn nhỉ? À nó trả về một cái sản phẩm được update đúng không? Như vậy một sản phẩm update chúng ta sẽ có private. Sản phẩm là gì? Sản phẩm là gì? PRD là gì? U đúng không? Và tên sản phẩm đấy là gì? Các bạn chú ý lấy đúng tên cho thầy nhé. Cái tên ở đây là các bạn phải lấy chính xác này. Cái tên đây chính là gì đây? Product. Một lần nữa là chúng ta phải copy. Không chính xác này là rất nguy hiểm đúng không? Và ta bug rất mệt. Cho nên chúng ta để đặt như này đúng không? Ok. Và vì là phần set cho nên chúng ta nhấn phải chuột chọn gì? Generate. Và chúng ta ghi là setter. Get chứ nhỉ? Get hay set? Mà không get set thì trả về tất được. Nếu như chúng ta không biết nó là get hay set thì ta lấy tất. Generate. Getter and setter. Như vậy xong đúng không? Một thằng trả về và một thằng là cái model, một thằng trả về. Tiếp theo bước số 3 là thiết kế một cái interface cho phép nó update đúng không? Thế thì các bạn sẽ nhìn ở đây là cái bước số 3 là ta thiết kế một interface chỗ này đúng không? Chúng ta tạo một cái interface, một cái Java class chọn interface, các bạn ghi là interface. Update nhé, có chữ U đấy. Rồi. Rồi. Thì chúng ta lại phải mở cái update này của nó ra này. Open với Visual Studio Code chẳng hạn. Chúng ta sẽ xem cái update của nó là gì. Thứ nhất, phương thức là gì? Phương thức là POST đúng không? Thì chúng ta phải sử dụng cái ở đây là gì? A còng form UL encoded đúng không? A còng POST nhé. Tên của cái này nó là gì? Update.php đúng không? Update.php. Ok chưa? Và chúng ta viết một cái hàm là col của svr response update nhá. Như nhỉ? Và các bạn là tên hàm là gì? Update fn. Fn là function. Sẽ truyền vào các tham số nào? À nó truyền bao nhiêu tham số thì các bạn sẽ phải định nghĩa các tham số ở đây đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có tham số ID string này. Ta dùng cái A còng fill là ID đó. Ghi là string ID nhé. Update thì không chỉ là cái ID đâu đúng không? Mà A còng fill trường thứ hai là name nhá. Các bạn sẽ ghi là string name đúng không? Trường thứ ba A còng fill là gì? Price. Viết chính xác nhá, cái này viết sai là nó sẽ không chạy đâu. String price. Cuối cùng ta có A còng fill là description đúng không?
description, và chúng ta sẽ chuyển đây là gì? String là gì? Description. Như vậy chúng ta đã có các tham số, đúng không? Rồi. Các bạn chú ý cho thầy cái chỗ mà chúng ta phải đọc ở đây này. Bên này nó có cái gì này? Bên này nó có cái message đúng không? Message và succeed chẳng hạn, đúng không? Message, succeed hay gì đấy. Thì chúng ta lấy thêm về một số cái thông tin nhé. Ví dụ ở chỗ này chúng ta sẽ lấy về thông tin private này, string này, message nhé. Ở đây nó trả về cái message, chúng ta lấy thêm message vào đây nhé. Đấy, đó. Và các bạn cũng nhấn phải chuột, chọn getter and setter cái message này. Chọn generate là getter and setter cái message nhé. Rồi ok, như vậy là ta đã thiết kế xong cái phần ba cái này rồi nhé. Ba cái này rồi nhé. Bây giờ đến cái phần thứ tư, chính là phần này. Chúng ta viết cái hàm, đúng không? Viết cái hàm. Thế thôi. Thì làm sao để viết được cái hàm này? Thì các bạn sẽ vào cái phần main. Đấy, cái hàm nó đây. Nó cần update cái gì ta đưa vào đây. Tiếp tục nhá. Nào chúng ta quay trở về cái này, chúng ta viết một cái hàm là update này. Các bạn hãy ghi là private này. Void. Đúng chưa? Update fn. Đó. Fn. Ở đây ta có một cái text view để đưa ra thông báo TV, đúng không? TV. Và ở đây ta có một cái đối tượng là gì đây? PRD của app gì update. Và ta ghi là P. Rồi ok, bây giờ muốn update thì đầu tiên chúng ta cũng tạo đối tượng retrofit trước nhé. Là một là tạo đối tượng retrofit. Ta sẽ có retrofit, retrofit sẽ bằng new của retrofit. .builder.base.ul nhé. Các bạn lấy đúng cái phần cũ của chúng ta thôi, tức là chúng ta lấy copy nguyên cái chỗ này, đúng không? Đấy, như vậy tạo xong đối tượng rồi, đúng không? Thứ hai là chúng ta sẽ gọi interface, đúng không? Gọi interface để chuẩn bị hàm, đúng không? Chúng ta sẽ có interface update, đúng không? Interface update thì bằng gì đây? Retrofit .create và chọn cái interface update chấm gì đây class nhé. Bây giờ ta gọi hàm này, ta có code của cái svr của respond update, đúng không? Sẽ nhận giá trị bằng interface của update, đúng không? Chấm gì đây update id thì ta sẽ có p chấm get gì get id p chấm get gì get name p.getPrice và p.getDescription nhé. Rồi. Đây chính là cái hàm cho phép. Bây giờ ta thực thi hàm này, đúng không? Ta thực thi này, 3 là thực thi hàm. Ok chưa? Thực thi hàm. Thì chúng ta sẽ có col.n gì? NQ, đúng không? New cách ra căn chuyên dấu cách và ta có thành công và thất bại. Nếu thất bại thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thêm vào đây một cái, đấy là TV
chấm set gì set text và ta có true able chấm get message thành công thì chúng ta sẽ phải lấy cái svr update đúng không, bạn ghi là respond sẽ bằng gì đây, respond chấm gì đây body nhé, respond chấm body. Rồi bây giờ ta gán thông tin, ta có tv chấm set text và chúng ta chuyển đây là respond chấm get gì get message nhé, get message thì nó sẽ thực hiện cái việc gì update cho chúng ta. Đấy là các cái bước chúng ta xử lý đúng không? Rồi giờ chúng ta chỉ cần gọi thôi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có một cái button sửa này. btn sửa chấm set on conditional view. Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ cần có cái prd update p thì bằng new của prd update đúng không? Ta có p chấm set set id đúng không? Thì bằng txt id chấm get get text đúng không, chấm toString chấm stream để gắt những chuỗi thừa, p chấm set name cũng thế, txt name. Tiếp theo ta có p chấm set price đúng không, txt price. Và cuối cùng là p.set description. Rồi. Cuối cùng ta gọi hàm thôi, ta sẽ có đây update gì? Update fn ta có tv. Đúng không? Và ta sẽ có cái p. Đấy. Muốn chạy được hay không chúng ta kiểm tra luôn đúng không? Nào bây giờ ta sẽ lấy cái ID của nó, nếu mà bạn muốn lấy ID thì bạn phải dùng cái bài buổi chiều chúng ta đọc dữ liệu lên đúng không, kết hợp vào thì ở đây bạn sẽ có một cái ID ví dụ như là 123 đi nhé, ID 123 và ta thay đổi đó, các bạn sẽ có ID 123 này, 123 ta sẽ có name là update đó, price chúng ta sẽ ghi là 777 update đi, 777 nó description là ghi là description update. Rồi các bạn chọn này chúng ta kích vào sửa đi đó. Nó update thành công đó.
muốn kiểm tra đúng hay không thì chúng ta cần refresh lại cái database này, đúng không? Bây giờ nếu bạn kích vào đây mà nó thay đổi thông tin của 123 thì là ok, đúng không? Kích thử nhá. Thay đổi chưa? Thay đổi rồi. Như vậy ta đã cập nhật thành công. Như vậy đó là cách các bạn làm cái CRUD đầy đủ bằng retrofit, đúng không?